Pháp môn tịnh độ theo tôi chia ra có 7 câu hỏi quan trọng nhất, từ dễ nhất cho tới khó nhất. Nhưng mà tôi thấy cái dễ nhất mà nhiều khi quý vị còn không nắm vững nữa, thành ra nó khó. Thành ra bây giờ chúng ta, tôi đặt 7 câu hỏi trước, rồi chúng ta trả lời từ câu 1, nếu còn gặp nữa. Rồi cái câu số 1 chắc bữa nay hết giờ. Nào, câu thứ nhất đó là quý vị đi tu Phật thất này, cái mục đích là để làm cái gì? Niệm Phật để làm gì? Nói mấy ông với bà thấy đi Phật thất hoài làm cái gì vậy? Nói tu tu niệm Phật, nói niệm Phật để làm cái gì ha? Nó không biết à, đi hỏi ông sư á thì chết mò mày. Mình làm mình không biết, cái đạo Phật tối kỵ cái đó. Mình làm cái gì mình phải có cái sự hiểu biết. Mà nếu mà không hay biết thì hoài thật kêu là mê tín, tin tưởng niệm Phật mù mờ. Thì dạy người khác cũng dạy cái mù mờ, cũng giống giống người chột mắt hay người đuôi vậy. Thì không thấy đường, cái sờ soạn đi tìm thì đâu có đến đâu được. Thành ra câu hỏi thứ nhất là niệm Phật để làm cái gì, cái mục đích để làm cái gì. Thì có nhiều người trả lời không đúng, là chút nữa chúng ta trả lời trở lại. Có người nói niệm Phật để giàu sang quan quyền vua chúa, có người niệm Phật để trúng số biến ông Phật thành ông thần, có người niệm Phật để tai qua nạn khỏi, đủ thứ hết á. Thì tùy theo câu trả lời mà biết rằng mình hiểu sai pháp môn tịnh độ. Mà pháp môn tịnh độ cũng khó à, nhiều người hiểu sai. Rồi câu thứ hai, nếu trả lời xuông câu thứ nhất rồi câu thứ hai, thì thế giới cực lạc của Phật A Di Đà ở đâu? Mình nói mà bây giờ thí dụ về lên xe Honda, Honda ôm, nó nói anh đi đâu? Nó đi đi chùa Phước Thành. Chùa Phước Thành ở đâu ha? Tôi không biết ạ. Rồi làm sao mình đi đến đó? Nó chạy tuốt đi Vĩnh Long mình chịu không? Có biết đâu. Rồi nó hỏi mình về xứ cực lạc ở đâu? Không biết ạ. Tôi biết gì làm sao về cực lạc? Bây giờ dậy quý vị xuống cõi ta bà chịu không? Đẩy với sự số làm ngại quỷ xuất sanh chịu không? Không được à, không được à. Cực lạc nó phải như vậy nè. Mà thì mình phải rành. Thành ra câu số 2 có người không rành. Hỏi là xứ cực lạc của Phật A Di Đà ở đâu, không trả lời rành. Rồi nếu rành có đó tới câu số 3, lấy cái gì giảng sanh về cực lạc? Phải đem cái sắc thân này về đó không? Có người nói phải. Sắc thân hôi thối này mà làm sao về đó được, nặng trình trịch. Nó mấy chục ký, có người mập tới 70-80 ký, làm sao mình về đó được? Thì có người thì khôn hơn, trả lời lấy cái linh hồn về đó. Linh hồn là gì ha? Nó ở đâu? Nó ở trong sắc thân, ở ngoài sắc thân? Nó ở trong thân ở đâu? Ở đầu, ở mắt, ở tai, ở mũi. Có người nó ở cái bụng, có người nó ở cái tim, có người nó ở cái đầu. Nếu ở cái đầu, chặt đứt cái đầu thì cái tâm mất. Thành ra tôi hỏi tới cùng mấy cái này là chúng ta phải nhớ câu thứ nhất là mục đích niệm Phật A Di Đà để làm cái gì, câu thứ hai là xế lưới cực lạc Phật A Di Đà ở đâu, câu thứ ba lấy cái gì vãng sanh vậy đó. Thì sắc thân phải chết thôi, chết rồi làm sao vậy đó? Có một cái không chết thì quý vị nói đó là linh hồn. Linh hồn làm sao ở đâu? Hiện bây giờ mình niệm Phật linh hồn ở đâu? Rồi khi mình chết nó xuất ra bằng cách nào? Giờ làm sao hướng dẫn nó về xứ cực lạc? Mấy cái đó là mấy vấn đề chánh mà người niệm Phật phải rành. Nếu không rành làm sao giảng sanh? Thành ra tôi và tôi rất kỹ, hãy mà niệm cái gì phải biết rành cái đó. Nếu linh hồn thì linh hồn ở đâu? Hiện giờ mình niệm Phật linh hồn mà nó ở đâu? Mình phải nắm nó. Mà tại sao sắc thân chết nó không chết? Nó ra sao mà nó không chết? Rồi khi nó ra chết rồi nó xuất khỏi sắc thân, thần thức này đi, rồi nó đi bằng cách nào? Đi làm sao mà về khỏi cực lạc được? Phải có điều kiện gì? Cái gì phải nắm á. Và cái câu thứ tư là tính hành nguyện cái nào quan trọng? Nó cũng khó. Có người nói ba cái quan trọng hết, có người nói hai cái thôi. Tính nguyện, có người nói một cái nguyện thôi. Tại sao vậy? Để giải thích cho nó rành. Mấy cái này quý vị phải nắm vững ra được á. Rồi câu thứ tư, tính hành nguyện cái nào có trước, cái nào có sau? Có người nói tính hành nguyện, có người nói hành tính nguyện, có người nói nguyện tính hành. Được không? Nếu được tại sao? Còn nếu không được thì tại sao? Đó là câu số 5. Chúng ta phải hiểu cho rành. Rồi câu số 6 là tính hạnh nguyện cái nào có trước, cái nào có sau.
gọi là 6 câu. Câu số 7 là tổng kết hết. Quý vị tu tịnh độ có chắc chắn có bảo đảm giảng sanh không? Câu này là lơ mơ, là không giảng, lơ mơ là quyết định vấn đề giảng sanh. Quý vị tu tịnh độ có chắc chắn có bảo đảm giảng sanh không? Nói tôi chắc chắn 101%, nhưng mà khi chết rồi không có điềm lành, không giảng sanh, có phạm tội nói dối không? Quý vị tội năm giới là cấm nói dối, giới thứ tư. Rồi bây giờ tôi nói chắc chắn bảo đảm giảng sanh mà bây giờ không giảng sanh thì có phạm tội nói dối không? Còn nếu bây giờ tôi nói là không biết à, tôi không biết có giảng sanh hay không, không bao giờ giảng sanh, chết. Câu này là cái câu dụng kèm á. Hỏi bây giờ anh tôi tịnh độ có chắc chắn bảo đảm giảng sanh không? Nói tôi không biết à, tôi còn nghi quá không biết có giảng sanh, tới chừng đó mới biết không bao giờ giảng sanh. Còn bây giờ tôi chắc chắn 101%, vượt quá chỉ tiêu, nhất định tôi giảng sanh thôi. Nhưng mà qua cực lạc không có mình, có ở lợi cõi ta bà này. Có nói dối không? Thì phải giải quyết cho sáng tỏ mọi câu hỏi. Thì tất cả là 7 câu hỏi tất cả.